Đã là 36 năm rồi. Bóng tối và ánh sáng, tất cả đều phải trở lại. HTVC Thuần Việt xin giới thiệu đến quý vị khán giả vở kịch điện Bóng tối và ánh sáng. Với sự trở lại của nghệ sĩ ưu tú Hùng Minh trong vai diễn Thế Nam, nhân vật đã lập nên tên tuổi của ông 36 năm về trước. Và cái lương Bóng tối và ánh sáng trên kênh Thuần Việt phát sóng lúc 9 giờ ngày 30 tháng 4 và 20 giờ 30 ngày 1 tháng 5.